Hi, xin chào tất cả các bạn. Những người học sinh đã quay trở lại đây. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học ngữ pháp của N4. Và trước khi vào mẫu mới, chúng ta cùng nhau xem qua một bức ảnh. Hey, cô nô em này chẳng là ta. Hey, rồi các bạn nhìn thấy bức ảnh này ha. Thì đây là cái nhà của mình, đúng không? Rồi trước đó là cái nhà ga. Thì từ cái nhà của mình cho đến cái nhà ga thì rất là xa. Nhưng mà mình sao? Mình hiện tại là mình chưa có xe ô tô. À các bạn ha, nên là sao mình đi bằng xe máy thì mình rất là xa, rất là cực các bạn ạ. Với lại là mình không có rất là bất tiện, ví dụ như mình muốn đi siêu thị hay là mình muốn đi nhà ga thì từ khoảng cách từ nhà mình cho đến nhà ga rất là xa, rất là bất tiện, nên là mình quyết tâm phải gì, phải mua cái ô tô, đúng không các bạn? Thì hôm nay thì sao, thì hôm nay mình đã có nhìn thấy một cái gì, đúng rồi ha, cái bản quảng cáo, một cái chillaxi, rồi trong đó là gì, có rất nhiều mẫu mã Kuruma, rất là nhiều mẫu xe ô tô, giá rất là phải chăng, nên là sao mình đang rất là cần thiết mua một chiếc xe ô tô để di chuyển như là công việc hoặc là đi mua sắm với gia đình. Thì mình sao, mình đã quyết định là tháng sau mình sẽ mua một chiếc ô tô, đúng không các bạn? Thì một cái quyết định của mình là một cái quyết định chắc chắn, sau khi mình đã suy nghĩ kỹ là gì, vì nhà mình rất là bất tiện, nhà mình rất là xa nhà ga siêu thị, nên là mình tháng sau mình sẽ để dành tiền và chắc chắn sẽ mua cái xe ô tô này. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một câu là Laetsu kuruma o kau tsumori desu, là gì, tôi có dự định tháng sau sẽ mua ô tô các bạn ha. Rồi hôm nay chúng ta sẽ có học mẫu câu là tsumori, là một cái dự định hay không dự định cái gì đó các bạn ha. Rồi để hiểu một chút này thì chúng ta cùng nhau đi qua phần cấu trúc. Hay cái mẫu cấu trúc tsumori này thì chúng ta sẽ cộng cho veru jisuke với lại động từ quy định ve nai cộng cho tsumori các bạn ha. Rồi ý nghĩa của mẫu cấu trúc tsumori này là tôi hoặc ai đó dự định ve và dự định sẽ không ve. Ví dụ như nãy có ví dụ là gì, tháng sau tôi có dự định là mua chiếc xe ô tô. Laetsu kuruma o kau tsumori desu. Các bạn ha, ii desu ka? Rồi, cái cách dùng này thì là sao? Cách dùng của mẫu cấu trúc tsumori này là dùng để biểu lộ dự định, ý muốn làm chuyện gì đó cho người nghe biết các bạn ha. Ví dụ như hồi nãy mình nói là gì? Tháng sau tôi muốn mua chiếc, tôi có dự định là gì? Mua chiếc ô tô. Nên là mình muốn gì? Nói cho các bạn biết nghe về cái dự định của mình. Thì dùng để biểu lộ dự định, ý gì? Ý muốn làm chuyện gì đó cho người nghe biết. Hay ii desu ka? Rồi, mình có một phần chú ý dành cho các bạn ha. Thì so với mẫu câu là về thể trí cộng cho tô omotte mas, thì cái mẫu câu tsumori desu thì mang ý nghĩa quyết đoán hơn, một gì, một quyết định chắc chắn hơn hoặc một dự định lớn trong cuộc sống. Ví dụ như thế, mình có ví dụ là tháng sau tôi sẽ mua kuruma, tháng sau tôi có dự định là gì, mua xe ô tô. Vì sao? Vì nhà mình xa, rất là bất tiện, nên là cái việc cái món đồ đó như thế nào ta, cái kuruma đó là rất là cần thiết cho mình, nên là sao, một cái quyết định rất là chắc chắn rồi ha, là tháng sau Laetsu kuruma o kau tsumori desu, là tháng sau tôi có dự định mua kuruma. Thì nó sẽ có một cái mang ý nghĩa là quyết đoán hơn, to omotte masu. Các bạn ha, ii desu ka? Rồi để hiểu rõ hơn mẫu cấu trúc này thì chúng ta cùng nhau đi vào một câu ví dụ. Rồi các bạn nhìn thấy cái bạn nam này ha, thì bạn nam này đi qua Nhật để làm việc, đúng không các bạn, để đi super lao động. Nhưng mà bạn nói là sao? Đúng rồi, bạn nói gì? Vẫn duy trì cái việc học, vẫn quyết tâm, vẫn có dự định là gì? Duy trì cái việc học tiếng Nhật để trao dồi cái tiếng Nhật của mình giỏi hơn, đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ có một câu là Nihongo tiếng mô, Nihongo den go suru tsumori desu. Là gì? Cho dù có đi Nhật thì gì? Tôi vẫn gì? Có dự định học tiếng Nhật. Ii desu ka? Hay Nihongo tiếng mô, Nihongo den go suru tsumori desu. Hay ii desu ne? Rồi để hiểu rõ một cái chút này chúng ta cùng nhau đi qua phần luyện tập. Hey sasuke renshu shimasho. Hey kono yo mite kudasai. Rồi các bạn nhìn cái bạn nam này ha. Rồi các bạn nam này đang như thế nào ta? Đúng rồi, bạn nam này như thế nào? Natsuyasumi là gì các bạn? Đúng rồi, kỳ nghỉ hè ha. Thì bạn nói như thế nào? Có dự định về đâu? Đúng rồi, về tôi về Việt Nam các bạn ha. Thì chúng ta sẽ có một câu là gì? Natsuyasumi wa betonamu e kaerimasu. Natsuyasumi wa betonamu e kaerimasu. Là gì? Đúng rồi, thì bạn đó có dự định gì? Vào kỳ nghỉ hè có dự định về Việt Nam ha. Thì kaerimasu chúng ta chuyển sang thể ngắn jisuke là kaeru. Ví dụ các bạn, thì chúng ta sẽ có một câu là gì?
夏休みはベトナムへ帰るつもりです。はい、もう一度言ってください。夏休みはベトナムへ帰るつもりです。はい。Tôi có dự định trở về Việt Nam vào kỳ nghỉ hè. Đúng không các bạn? Thì cái dự định này là bạn đó đã quyết định từ mấy tháng trước rồi và bạn đó đã có thể gì? Mua vé máy bay rồi nên là đây là một cái dự định chắc chắn, một quyết định chắc chắn dành cho bạn đó và bạn đó muốn nói cho người nghe biết thôi bạn ha. Rồi, いいですか? Hãy もう一度言ってください。夏休みはベトナムへ帰るつもりです。はい、いいですね。はい、次の練習しましょう。はい、この方を見てください。Rồi, các bạn nhìn vào bức tranh bên này. Thì bức tranh bên này là gì? Đúng rồi, event. À, dạ. Rồi, nhưng mà bạn đó từ sau có đi không ta? Đúng rồi, có cái nút đỏ là bạn sao ta? Có cái áo bạch chéo là bạn đó thì sẽ không tham gia. Bạn đó là, giả sử như bạn đó đang gặp một cái chuyện buồn gì đó nên là bạn đó thì dự định sẽ không có tham gia cái lễ hội này. Được chưa các bạn? Rồi, thì chúng ta sẽ có một câu gì nào? 参加しません, chúng ta chuyển thành 参加しないつもりです。はい、じゃあ、ちょっと待ってください。そうですね。来週のイベントに参加しないつもりです。はい、もう一度言ってください。来週のイベントに参加しないつもりです。で、これ、じゃあ、言ったら、đúng rồi, vào cái gì? Lễ hội tuần sau thì dự định sẽ không tham gia. Thì đây là một cái dự định là gì? Chắc chắn, một cái quyết định chắc chắn rồi ha. Vì bạn đó có một cái chuyện buồn gì đó nên bạn đó sẽ dự định sẽ không tham gia cái lễ hội này. Hay, もう一度言ってください。来週のイベントに参加しないつもりです。はい、いいですか？はい、次の練習しましょう。Rồi, đây là mình ha, đây là mình. Mình sao ta? Đúng rồi, các bạn nhìn thấy trên mình là gì? Kết hôn đúng không? Nhưng mà bây giờ hiện tại mình chưa kết hôn nên là sao? Mình có dự định là gì? Trước 30 tuổi là sẽ kết hôn. Nên là gì? Mình là sẽ là gì? Chắc chắn sẽ kết hôn trước 30 tuổi và sẽ không kết hôn sau 30 tuổi các bạn ha. Thì đây là một cái dự định chắc chắn là mình đã suy nghĩ từ rất lâu rồi. Nên là chúng ta sẽ có một câu gì nào? Cái con shimasu chúng ta chuyển thành cái con suru. Rồi các bạn hãy thử đặt câu nào. So ですね。Rồi chúng ta sẽ mở câu là 30 歳になるまでに結婚するつもりです。はい、もう一度言ってください。30歳になるまでに結婚するつもりです。はい、いいですね。Rồi, câu này chúng ta dịch ra là Rồi, vậy, tôi sẽ gì? Tôi có dự định sẽ kết hôn trước khi 30 tuổi các bạn ha. Yes, các Rồi, đây là một cái dự định chắc chắn của mình ha. Mình đã suy nghĩ rất là lâu rồi nên là mình sẽ chắc chắn cái quyết định này của mình là sẽ gì? Sẽ là 30 tuổi. Trước 30 tuổi mình sẽ kết hôn. Hay gì đấy, Scott? Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và để củng cố cái mẫu cấu trúc này thì mình có để cái link bài tập ở phía dưới để cho các bạn luyện tập nhiều hơn cái mẫu cấu trúc này. Và nếu bạn nào đạt được 100 điểm thì bạn đó sẽ được một điểm tích lũy. Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn hãy nhắn tin và liên hệ ngay cho đội ngũ giáo viên của Nhật ngữ Hoa Sen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Matakono negashimasu.